có bao giờ sợ là mình sẽ bị mắc kẹt ở trong cái bóng của chị Cano, mình đóng băng ở trong cái hình tượng đó luôn? Không, chị đóng luôn rồi em, bức cửa luôn rồi, không có thoát ra được luôn. Dạ vâng. Ừ. Cano nghĩ là thời nào cũng có những cái áp lực đồng trang lứa, ai cũng có những áp lực đồng trang lứa của riêng mình. Chị đã từng đi thi tiếng hát truyền hình. À vậy hả chị? Ừ. Chị hát chay và chị bị loại. Lúc nào cũng phải học hỏi để mình tiến lên, để mình bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Và chị cũng rất là tha thiết được một cơ hội khác, một cái ngách khác để chị có thể luồn ra khỏi được cái ống đó. Và có nghĩa là mình cứ đi thẳng theo cái mục tiêu sống của mình thì mình sẽ đạt được những cái thứ mà mình mong muốn. Nếu một vai diễn mình không thích lắm nhưng cát xê quá cao, cao không tưởng thì bạn có nhận không? Không nhận. Trời ơi, mình chỉ nói xạo với em. Nãy giờ thì em thấy chị em mình chia sẻ show cũng show. Cho nên là bây giờ em mình làm nail. Cái máy này làm nail phải không? Đút vô cho khô cái móng tay luôn. Dạ đúng rồi chị. Chắc chắn là như vậy rồi. Chắc chắn là như vậy nhưng rồi. Nhưng mà thiệt ra nó có một cái công dụng khác nữa. Ừ. Thì em xin giới thiệu với chị, đây là một cái máy kiểm tra nói dối. Nói dối hả? Kiểm tra nói dối. Trời ơi, vậy là chị sẽ không bao giờ bị giật rồi. À vậy hả chị? Con người chị luôn tinh khiết và thành thật. Chị dạ. Thuần khiết. Một cái tính từ nói về chị là thuần khiết. Dạ đúng rồi, đúng em tin rồi. Chị. Nhưng mà ngày hôm nay nhưng chương trình... Nhưng mà cái máy thì không tin chị. Thì á, ngày hôm nay chương trình á bắt em thử thách chị bằng cách là bây giờ hai chị em mình sẽ lần lượt đọc những cái câu hỏi đang để trên mặt bàn đây nè. Ừ. Xong rồi lần lượt bấm nút cho nhau. Xong rồi coi đối phương có nói thiệt hay không. Lần rồi em thú thiệt với chị, đây là lần đầu tiên thử cái máy này em run muốn chết luôn á. Em sợ nó giật bừa giật chứ bừa. Em cũng là thành thật lắm. Thành thật lắm không dạ. Cưng? Dạ. Thì quan trọng là cái nhịp tim em có dối không? Dạ. Ừ. Vậy thì chơi em ha. Chơi chị ơi. Bây giờ là mình đọc câu hỏi trước, mình để tay vô hả? Hay sao? Hay để tay dạ, vô trước để luôn. Để tay vô trước luôn. Để ha. Luôn hả cưng? Dạ, rồi bây giờ em xin phép em mở màn. Chị muốn giật em trước một phát không? Chị hỏi em câu trước đi. Rồi, mời chị hỏi bóc em nha. Câu hỏi đầu tiên. Dạ vâng. Rồi. Có bao giờ anh nghĩ về em? Về những đắng cay em đã gánh chịu. Từng ngày trôi qua lại những nỗi đau không phải nhòa. Không, không. Chị lộn quá. Đáp án là không nha. Có bao giờ đi làm mà tủi thân bật khóc chưa? Rồi, mời chị bấm cái. Đáp án là có. Không, với cái sự tự tin này của em không bị giật đâu. Đó, tới em. Tại vì em mít ước thiệt, có những lần mà em đi làm mà em cảm thấy bản thân mình còn yếu kém. Tại vì nói thiệt là em cảm thấy là em chưa có đủ kinh nghiệm. Cũng tủi thân chứ, nhưng mà em cảm thấy là những cái giọt nước mắt nó làm cho em xả. Em coi như là xả tâm hồn, không gột rửa tâm hồn. Dạ đúng rồi, để mình có thể gọi là reset để mình làm lại tốt hơn. Đúng. Rồi, tới câu hỏi của em nha, dành cho chị. Ê, nè bay. Ơi. Tệ quá Tâm ơi nè. Có bao giờ bạn bị mất tự tin vào bản thân chưa? Rồi ha. Thấy chưa? Đã từng rồi. Dạ. Em biết sao đây mọi người. Thực ra trên cái cơ thể, trên cái gương mặt chị Cano á, chị rất là thiếu tự tin nhiều cái. Nhưng mà bây giờ chị đã vượt qua cái khúc đó rồi. Có nghĩa là chị bị răng nhỏ nè, thưa nè. Em có tin không, là có một cái khoảng thời gian á, chị mơ ước được một hàm răng sứ em. Dạ. Tại vì nó đều nhăn, nó đẹp mà. Em có nhận không? Nhưng mà chị nhận ra là nó là thật sự là nó không phải là một cái điểm mạnh của một người diễn viên. Bây giờ em tưởng tượng đến bây giờ 10 người diễn viên ấy, mà hết 9 người tắp. Ai cũng tăm tắp, ai cũng đang sứ sáng lóa hết rồi. Mà thật sự chị thấy phim điện ảnh rất là cần những người mà cái mặt nó thật hết sức có thể luôn. Răng thế nào cũng kệ luôn, thì nó phục vụ cái vai diễn mình để cho người ta tin vào cái nhân vật đó. Đó, cho nên chị vượt qua cái định kiến đó. Dạ. Rồi mắt chị cũng có một cái mụn ruồi ở trong mắt. Hay không? Thấy chưa? À, em thấy rồi, thấy rồi. Đó, rồi. Chị muốn đi phẫu thuật lấy nó ra. Ui. Nhưng mà chị sợ nó là cái bú dữ đó. Dạ. Ừ, cho nên chị không đụng cái đó nữa. Là chị cũng mập hơn người thường đó. Mập lắm cưng. Giống như chị Diệp Hương nói đó. Con gái đẻ 6-7 đứa đó, là chị đó. Mập lắm, cho nên là chị tự tin về ngoại hình, hiểu không? Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là sẽ có những cái vai đẻ ra là dành cho mình. Dạ. Ừ. À, với lại mà chị đi theo hướng hài nữa, cho nên là cái ngoại hình cũng rất là quan trọng. Dạ. Nhiều khi nó sồ sồ vậy đó, nhưng mà nó lại dễ thương, nó mũm dễ thương hơn là ốm. Đó, cho nên là chị vượt qua hết những cái đó. Thật ra là bản thân em hồi nãy em nghe tới cái chuyện chị nhắc cái răng á, tự nhiên em cũng nghĩ về răng em. Thật ra là chị là răng nhỏ và thưa đúng không? Ừ. Còn em là răng to mà nó giật. Ừ, răng em to dữ vậy ta, giờ chị mới thấy á.
Đó, thiệt mà ra làm là chưa? Làm em chưa? Em niền rồi, niền em nó nhổ 4 cái xong em niền rồi mà nó vẫn xô nhau nó đi lên. Trời nhưng mà ơi, vô tình nó xô qua xô lại thì em có hai cái răng cửa nhìn cũng hay. Em tự thấy thiệt ra là cái hàm răng của em tuy là nó hơi khác một chút nhưng mà đúng là mỗi cái nhân vật á, họ sẽ cần những cái ngoại hình khác nhau. Và nếu mà mình cứ tôn vinh cái ngoại hình của mình thì em nghĩ là cái vai mà nó hợp với mình nó sẽ đến. Đúng rồi. Rồi. Mà chị... giờ em nói chị mới biết là, chị biết là giờ chị mới hiểu là em hổn giống cái răng của em. À, mà hổn quá chừng hổn. Mong là ngày mốt sẽ có những cái vai nó hổn như cái răng của em chị ha. À, có phải em bị đóng khung trong hình ảnh mà dễ thương không hiền hà không? Bây giờ em đang muốn bứt phá. Em chìa cái răng em ra. Dạ em, muốn sổ cái miệng em ra phải không? Sổ cái nết em ra phải không? Trời ơi, dễ sợ thiệt. Tiếp tục. Tiếp chị, mời chị đặt cho em một câu hỏi. Dạ, giờ tiếp chị đặt cho em phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Bạn có hay đọc bình luận về mình không? Có. Ừ, sao có hỏi gì vô chi vậy ta? Thật sự có hỏi chứ. Post cái status thì ai comment phải đọc chứ. Thì đó. Đúng rồi, thiệt ra là tại vì em có dẹp đi. Hỏi gì vô chi vậy? Câu hỏi đó cũng đơn giản nha. Tại vì thiệt ra là bản thân em, em là một người rất là đón chào những cái ý kiến khác nhau. Ừ, kể cả trái chiều luôn phải không em? Dạ, tại em nghĩ là ai cũng có cái quyền được có ý kiến của mình hết. Đúng. Với lại em là một người rất là thích trao đổi với người khác. Miễn là cái sự trao đổi ngược lại đó là những cái sự trao đổi tích cực. Nó có tính xây dựng. Thì thiệt ra là em cảm thấy là mình học được rất là nhiều điều ở người khác. Thì cái chuyện mà bình luận nó cũng chỉ là một cái hình thức trao đổi trên không gian mạng thôi. Còn nếu như mà nó có những cái bình luận mà nó mang tính tấn công á, thì em cảm thấy là cái chuyện mình bình thường hóa nút block nó là một cái khá là tốt đẹp cho tất cả các bên á. Kiểu như là nếu mình không vui, người khác không vui vì chúng ta có nhau trong đời thì thôi mình bước ra khỏi cuộc đời với nhau. Thế thôi, đúng không chị? Nice. Rồi, em đi tiếp tới câu hỏi tiếp theo. Cố lên nha. Câu hỏi là nếu có anti-fan vu khống cho bạn, bạn sẽ im lặng cho qua hay làm rõ trắng đen? Chị trả lời là cho qua. Cho qua thiệt. Tìm bạn cho qua. Thì nói là bà Cano có cho qua không? À, nghĩa là chị là một người vị tha. Không hẳn là chị là vị tha. Mà chị nghĩ là thật sự mình càng giải thích á, thì người ta lại càng không tin mình. Người ta gọi là cây ngay không sợ chết đứng. Dạ. Em hiểu không? Em hiểu cái vấn đề đó không? Mình càng giải thích, mình càng bối rối thì người ta lại có cái ngách để người ta tấn công mình nhiều hơn. Mình cho qua coi như là họ là vô hình trong mắt hình. Họ là vô hình trong mắt mình á. Thì họ sẽ không làm gì chị mình hết. Vậy thôi, đơn giản. Em rất là thích cái quan điểm này. Tại vì thiệt ra là em nghĩ là ai cũng chỉ có thể sống cuộc đời của mình thôi. Không thể nào sống thay người khác đúng được. Rồi. Và nếu như mà mình không thay đổi được người khác thì thôi, mình cứ là mình thôi. Và một ngày nào đó em nghĩ là sự thật thì thiệt ra nó cũng có, luôn luôn sẽ có sự thật chủ quan và sự thật khách quan. Nhưng mà miễn là mình cứ sống theo cái mà mình cảm nhận thì có vụ sự thật chủ quan với sự thật khách quan nữa hả em? Em thấy vậy. Sao có vụ thử coi. Ví dụ như là chị thấy nhỏ này ngày hôm nay tới mà chất vấn chị mà thấy là tự nhiên thấy nó hơi hổn, nhìn cái răng nó thấy hổn đúng không? Nhưng mà thiệt ra là em mến chị em mới chọc vậy. Thì đó là cái hai cái sự thật khách quan của tụi mình. Sự thật chủ quan của em là em mến chị em mới chọc. Còn chị là chị thấy em hổn. Đó vậy đó. Nhưng mà sự thật chỉ có một là thiệt ra là mỗi người trong lòng đều có vậy đó. Một là chính là cái chủ quan của em chứ còn gì nữa. Em nói em đúng. Rồi thôi mình qua tới câu hỏi tiếp theo đi. Bây giờ mỗi người bóc thêm một cái nữa, mời chị bóc trước. Ủa, chị còn thấy nhiều mà, cho chị trả lời hết đi em. Dạ, vô luôn cũng được chị. Chị thích thì em chiều. Thôi chị bóc, em bóc. Dạ, mời chị bóc trước. Chị bóc phải không? Dạ, dạ rồi. Bạn mời chị có đọc. Tạo nick clone để stalk cõi mạng không? Dạ không. Không có nick clone luôn. Em có nick clone, nhưng mà nick clone của em là để giữ liên lạc gần với lại mấy người bạn thân. Với trời là, ơi hay quá mấy em gì? Nói thiệt. Mấy cái nick clone của em có, thiệt là em có hai cái nick mà nó không phải là nick của em. Một là cái nick em đăng ảnh con mèo nhà em. Cái nick còn lại là em giữ liên lạc với lại bạn bè thân á. Tại vì nếu mà cái nick kia em sử dụng nhiều á, em dễ bị trôi tin nhắn của bạn bè lắm. Mà kiểu cái nick kia em đã không có kiểm tra tin nhắn của người thân rồi thì cái nick kia là không thấy một cái gì luôn. Không nha, em nói cái này chị mới nhớ là bữa chị hát cái nick có hình con mèo là đi vô gây chiến, đi gây qua đó. À vậy hả chị? Ai biết được, lỡ cái máy này nó hỏng. Rồi, tới em hỏi chị đi. Rồi, em hỏi chị nghe.
bên đây phải không? Rau. Đâu chưa? Dạ. Rồi. Để đi. Để em hỏi cái rồi chị bấm nha. Để lên chứ nó là, tắt nè. Câu hỏi là bạn có hay tự search tên mình trên Google không? Có. Thẳng thắn quá trời luôn. Thắng chứ em. Nãy giờ mình nói rất thiệt luôn, em thấy vậy. Thấy không em? Ừ. Vậy thì á, khi mà chị search trên Google á, là cái mục đích của chị khi mà đi tìm tên mình là gì? Để biết coi mọi người đang nói gì về mình hả? Thực ra mọi người ngày xưa Lê Nhân có chơi thân với Duy Khánh. Ngày xưa chị Cano có chơi thân với Duy Khánh. Duy Khánh chỉ cho chị Cano một tip, đó là search tên mình nhiều trên Google á, nó sẽ gọi là tăng lượng hiển thị. Đúng rồi, nó sẽ SEO á, tăng lượng hiển thị của cái tên của mình. À, đó. Rồi thì ra là mình đi promote bản thân. Đúng rồi. Dạ. Rồi sau này á thì như kiểu như là mình không biết, là lâu lâu có bài báo về mình mà mình không biết á, thì mình có thể thử search tên mình coi có hiện ra bài báo nào mới hay không. Dạ. Ừ. Thì thiệt ra em cảm thấy cái chuyện nó bình thường mà. Thì trừ khi mà mình bị lậm vào cái chuyện là người ta đang nói gì về mình á, kiểu mình sợ bị chỉ trích quá thì nó lại không có tốt lắm cho sức khỏe tinh thần. Nhưng mà cái chuyện mà mình thức thời, mình hiểu, mình tò mò. Đúng rồi. Mình hiểu cái gì đang xảy ra xung quanh thì nó tốt cho mình. Rồi. Bây giờ em thấy nãy giờ hai chị em mình á đúng là những cô gái mà vừa đẹp vừa thiệt thà. Ừ. Giờ mình chơi tới khi nào mà có người bị giật cái mình dựng trò chơi này lại được không? Chị ha em. Dạ. Chị nghĩ là hơi bị lâu á. À, vậy hả chị? Ừ. Rồi. Tại nãy giờ chị là nói chuyện với em là hết lòng hết ruột chị. Chị móc hết ruột gan chị ra cho nói chuyện với em. Em cũng vậy đó. Nhưng mà mình coi mình có vượt qua được cái câu hỏi tiếp theo không nha. Ừ. Rồi. Giờ em bóc câu này. Câu hỏi tiếp theo của em là bạn thích hẹn hò công khai hay bí mật? Quá khó luôn. Bước. Bí mật. Chuyện của hai người là hai người biết thôi. Thiệt. Ừ. Biết nữa là người thứ ba chen vô sao? Tới chị hỏi em. Bạn có bao giờ nói dối chưa? Lần gần nhất cách đây bao lâu? Chết rồi, áp lực quá. Chết rồi, bạn có bao giờ nói dối chưa? Có chứ. Lần gần đây nhất em nói dối là em nói là em ổn nhưng mà em không thực sự ổn. Thì dạo gần đây là tại vì em vừa mới trải qua một cái năm học cuối cấp rất là căng. Mà đã vậy là em còn có những cái dự án công việc mà nó đổ dồn vào năm nay. Cho nên là ba má em hay gọi hỏi coi kiểu mình sao rồi á. Thì em cũng muốn trấn an ba má thôi, thì cũng nói là con không sao. Nhưng mà về là ôm mà khóc liền. Nhưng mà thiệt ra là em cảm thấy cái chuyện đó chắc ai cũng phải trải qua. Nhưng mà em nghĩ là ở trong cái khoảng thời gian mà em cần phải ở một mình á, thì em muốn mình ổn định bản thân trước khi mà mình làm lo người khác. Đó là các bạn lực. Thật ra là mình ở xa cha mẹ mà mình nói mình không ổn là chỉ làm cho cha mẹ lo lắng thêm chứ đâu giải quyết được gì đâu. Phải không? Đúng không? Ừ. Nhưng mà được dựa vào ba mẹ cũng tốt. Ừ. Nhưng mà chị cũng cảm ơn em là nãy giờ em không nói dối, là em khen chị đẹp này kia. Thật ra những cái lời nói của em nãy giờ là thật. Đúng cảm vậy. Ơn em. Tấm lòng em. Rồi. Dạ rồi, bây giờ mình còn hai câu mỗi người nè. Ừ. Bây giờ mình làm sao để mà có ai đó bị giật một cái đi ha. Rồi. Cho vui. Rồi, em bấm nha. Em đọc xuống nhanh rồi em bấm nha. Ừ. Rồi, nếu người khác làm bạn giận, bạn sẽ làm gì? Giận là làm gì hả? Sẽ im lặng cho đến khi mà nguôi giận. Im lặng cho tới khi nguôi giận là khi nào đó chị xác định được là mình đã nguôi giận rồi? Là ý là mình không còn bừng bừng trong người nữa. Tại lúc mà chị giận thì hay đổ mặt dưới tay. Phụt khói ra hai lỗ tai luôn. Vậy luôn á. Vậy là cái sự bừng bừng là cái là muốn khai khẩu, muốn chửi á, nhưng mà nghĩ là thôi chửi làm gì thôi. Không, im đi qua cái cơn này đi. Tại lúc mà mình đang giận á, mà mình càng làm, mình càng nói nhiều á, là nó càng cái vấn đề nó không được giải quyết là thứ nhất. Cái thứ hai là cái tình cảm đôi bên nó càng bị rạn nứt nhiều hơn. Dạ, gần đây có một cái người mà em rất là thân mà họ nói em một câu mà làm cho em rất là thấm là nó không có đủ là mình đúng, mà là cái mà mình nên hướng về là cái sự tử tế với nhau. Tức là cái chuyện mà ai đúng ai sai có khi nó rạch ròi lắm, nhưng mà cái mối quan hệ vẫn nên giữ hơn. Đúng rồi. Dạ rồi, mình còn chị em còn hai câu dành cho em. Cho chị có một câu. Mời chị nha. Đọc cho em trước nha. Dạ. Bạn có phải là người hay ghen không? Chết em rồi chị ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng em rồi. Em có ghen ở trong tình yêu. Đó, em ghen. Có ghen. Em tính em nghĩ là em nói thiệt. Thì đó. Trong tình cảm á, thì thiệt ra là em nghĩ là tại vì em cũng là một người rất là dễ suy diễn. Thì em ghen, nhưng mà em ghen bâng quơ chứ không phải là em ghen là kiểu anh bỏ em hay là gì. Nhưng mà em chỉ đơn giản là em ghen theo cái kiểu là dạo này anh không quan tâm đến em à. Vậy là ghen khùng á. Dạ. Chị thấy là ghen khùng á, chị thấy không bị giật mà đau ghê. Chị ghen khùng quá nha. Dạ. Em đừng ghen trước mặt chị đánh em á. Dạ xin lỗi chị, nhưng mà em ghen vậy cho bồ nó... em đâu rồi vậy, chỉ chị đi. À, nhường cho chị là... đi chứ. Chị đâu quen khùng với em. Dạ. Quen chị ổn định hơn. Dạ. Để em nói ảnh. Dạ. Rồi, tới câu hỏi cuối cùng của chị nè, chị sẵn sàng chưa? Rồi câu hỏi này hơi bị dài luôn.
nếu một vai diễn mình không thích lắm nhưng các sale quá cao, cao không tưởng thì bạn có nhận không? Không nhận. Thì chắc chưa, chị chắc chưa? Chắc rồi. Trời ơi, vậy là chị sẽ không bao giờ bị giật rồi. Không bao giờ bị giật rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả, trò chơi kết thúc tại đây. Trời ơi, sao mình chỉ nói xạo với em? Chị muốn giữ cái danh dự cho chị á, nhưng mà cái máy này không có giữ cho chị. Nhưng mà thiệt ra là em thấy nha, em thấy thiệt ra có những cái vai diễn mà có thể lúc đầu mình không có thích lắm, nhưng mà nếu như mình biết cách mình biến cái vai diễn đó thành một cái của mình, phiên bản của mình, ừ, cũng hay. Ừ. Còn nhưng mà chị có nghĩ vậy trong lúc mà chị trả lời về câu trả lời tiền bạc không? Thì đó, chị hơi trả lời hoa hậu phải không em? À dạ. Đúng rồi, nhưng mà thực tế thì không. Chị vẫn nhận vì kinh tế gia đình, vì mẹ già con thơ. Con thơ. Dạ, nhưng mà thiệt ra em thấy thiệt ra trong việc làm nghệ thuật á, mà giải trí á. Giật dữ vậy trời ơi. Trời ơi, điện cái nào mà giật dữ vậy? Em thấy trong việc làm nghệ thuật và giải trí á, thì ra nó phải có một cái sự cân bằng nhất định về cái tôi nghệ thuật của mình, với lại cái tính duy trì được cái tài chính của mình. Tại vì thực ra là nếu mà mình có tài chính thì mình lại có thể đầu tư ngược vào sản phẩm mà, đúng không chị? Thôi em nói vậy cho chị đỡ buồn đó. Thôi em nói gì cho chị đỡ quê rồi chứ. Quê rồi. Này cũng quê rồi. Nhưng mà rất cảm ơn chị Cano đã tham gia với em trò chơi này. Em thấy chị vừa em vui quá. Bây giờ mình sau cái cú giật ban nãy thì em mời chị uống miếng nước bình tâm lại cái nha. Rồi bây giờ mình qua một cái mục mà em nghĩ là cũng khá là đặc biệt. Bây giờ cái chuyên mục để kết lại chương trình thì em muốn nói một chút về cái chuyện mà vượt ra khỏi vùng an toàn. Chị có bao giờ nghĩ là mình sẽ rời bỏ cái nhân vật chị Cano chưa? Trước khi chị bỏ chị Cano, chị bỏ ly nước xuống cái. Dạ. Thật ra là chị thấy là đối với chị Cano là một cái bóng quá lớn. Dạ. Cho nên là bây giờ chị cũng cố gắng tìm cách mọi cách để có thể vượt ra khỏi cái bóng đó, nhưng mà hiện tại là chưa có thể vượt được. Chị xem nhân vật chị Cano là một bóng ma tâm lý sao? Đúng rồi. Tại vì cái lúc mà chị Cano được biết đến nó quá bùng nổ em ơi. Dạ. Đó cho nên là từ đó tới bây giờ là chị cũng có những cái vai diễn mà được người ta chú ý chứ. Người ta cũng khen là chị diễn ok luôn, nhưng mà để bùng nổ và được viral với chị Cano thì chưa. Và chị cũng rất là tha thiết được một cơ hội khác, một cái ngách khác để chị có thể luồn ra khỏi được cái ống đó. Vậy thì thật ra là cái chuyên mục này, cái phần nói chuyện tiếp theo á, em cảm thấy là nó có thể nó hơi đáng sợ hơn là những gì mình chia sẻ nãy giờ. Thì nãy giờ mình đã nói rất là nhiều về câu chuyện. Em kể chuyện ma hả? Dạ đúng rồi. Quên luôn rồi. Chị Tào biết em quên luôn rồi. Thì á, hồi nãy tới giờ là mình đã chia sẻ về cái câu chuyện mình là ai, mình đã đến với cái vị trí đó như thế nào. Nhưng mà em cảm thấy khi mà mình tiếp tục phát triển với tư cách là một người nghệ sĩ á, thì đôi khi mình phải buông bỏ một vài điều để mình có thể tiến tới. Chị có thực sự nghĩ là cái buông bỏ đó là cần thiết không? Em xài từ buông bỏ, chị nhớ mấy cái đoạn mà kiểu như thiền sư hay nói đó, buông bỏ đi con. Dạ. Kiểu như là đau quá rồi thì sẽ tự khắc buông bỏ thôi. Ví dụ vậy đó. Theo tuệ giác của Đức Phật thì nếu mà chúng ta muốn có sự bình an và hạnh phúc thì ở trong chúng ta phải có chất liệu, có nghĩa là buông xả. Dạ. Nhưng mà chị thì buông bỏ gì quên rồi. Ý là em hỏi là buông bỏ gì chị quên rồi. Ý là buông bỏ những cái kiểu vai cũ, buông bỏ những cái hình tượng mình đã xây dựng chẳng hạn. Thực ra là thị hiếu của khán giả đó thì bất cứ một cái trend nào đi lên thì tất nhiên cũng sẽ có cái giai đoạn thoái trào, sớm hay muộn thôi. Dạ. Thì khán giả thì khi mà người ta hưởng ứng cái trend đó thì một thời gian sau nó bị bão hòa, người ta chán. Người ta chán, người ta không thích xem nữa thì mình không có view. Có nghĩa là mình thấy là đó, tới lúc là mình phải thay đổi bản thân mình để cho khán giả không chán mình nữa. Mình phải thử sức những cái vai diễn mới để vừa thử sức mình nè, và khi mình thành công, khán giả đón nhận thì quá tốt cho mình. Đó. Nó là một cái trái ngọt mà mình gặt được. Đúng rồi. Đây là một cái câu hỏi từ phía em, là một nữ diễn viên mới vào nghề. Thiệt ra là em có rất là ít tác phẩm, và em cảm thấy là em còn phải học hỏi rất là nhiều mới thực sự đến được cái một cái nơi là em chinh phục được cái niềm tin của khán giả. Góc khiêm tốn. Không, em nói thiệt mà. Trời ơi.
Nhưng em mà em diễn nhiều mà Tâm, cũng chưa có thực sự là có những cái vai diễn mà nó mang tính ấn định. Đó, đó là cái nhận định của em về bản thân em. Nhưng mà từ phía một nữ diễn viên mới, thật ra khi mà em nhìn cái sự nghiệp của chị, em rất là cảm thấy được truyền cảm hứng ở chỗ là nó là một cái sự nghiệp dài là một chuyện, nhưng mà nó còn là một cái sự nghiệp rất là gắn bó với nhân vật, với con người, với khán giả mà đã đi theo chị từ rất là lâu. Thì cái chuyện mà thoát ra khỏi vùng an toàn á, nó là một cái cụm từ mà khá là phổ biến và thường là ai cũng khuyên là nên thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng mà cái vùng an toàn nó làm cho mình thấy an toàn. Đúng rồi. Đúng không? Cảm thấy thoải mái luôn. Đúng rồi. Ở trong cái vùng đó mình vùng vẫy, mình cảm thấy thoải mái, mình không muốn thoát ra luôn á. Nhiều người là vậy. Thì em muốn hỏi cái ý kiến của chị về một chuyện là nãy giờ mình đã nói rất là nhiều về việc sống trọn là mình. Bây giờ nếu mà mình đẩy thêm về cái cụm từ thoát ra khỏi vùng an toàn, thì khi mà mình thoát ra khỏi vùng an toàn á, mình có còn là mình không? Hay là lúc mà mình thoát ra được khỏi vùng an toàn thì mình lại mở rộng bản thân hơn, mình được sống trọn là mình hơn nữa? Thực ra lúc nào chị cũng tâm niệm rằng là mình còn rất là bé nhỏ, mình rất là nhiều thiếu sót. Mình mặc dù là người ta biết tới mình nhiều với cái vai trò là chị Cano, nhưng mà mình vẫn là một diễn viên bé nhỏ. Mình cần phải học hỏi rất là nhiều, mình không được gọi là ngủ quên trên chiến thắng. Đó, cho nên là lúc nào chị cũng ráng học hỏi những cái bạn như em, chị vẫn học được rất là nhiều điều từ em. Tại em là Gen Z bây giờ, em mặc dù em sau chị nhưng mà có những cái mà em theo kịp mà chị theo không kịp, cho nên chị bắt buộc phải học hỏi từ em, học hỏi từ những đàn anh đàn chị đi trước, những cô chú đi trước nữa. Đó, lúc nào cũng mình phải học hỏi để mình tiến lên, để mình bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Lúc nào chị cũng muốn bước ra khỏi cái vùng an toàn hết, mặc dù ở trong vùng an toàn rất là dễ chịu như em biết đó. Phải không? Có nghĩa là mình cảm thấy an toàn trong cái vùng đó. Đóng cái vai này vậy là được rồi, đóng cái kiểu vai như vậy là được rồi. Mình thử sức cái vai mới, lỡ người ta không thích thì sao. Nhưng mà chị vẫn muốn đóng những cái dạng vai khác. Ví dụ như là chị cảm thấy là chị đóng nữ duyên hơn nam, nhưng mà chị vẫn muốn đóng những cái, ví dụ như gần đây nhất chị có đóng cái series Bắt Chước của Võ Tấn Phát và đóng vai một cái ông già dê sòm và được khán giả rất là thích luôn. Cái ông đó là để cái đầu hói đầu trọc gì nè Tâm. Và đó là cái phân cảnh mà giống ở trong Quỳnh Búp Bê á. Bắt đầu đi lại Quỳnh Búp Bê á, đóng với ông chủ nhà đó. Lại dê Quỳnh Búp Bê, dê Hữu Đằng, nhưng mà khán giả khen rất là nhiều luôn, đóng rất là duyên. Cho nên là lúc đó là chị cảm thấy là mình đã hơi vượt ra cái vùng an toàn của mình rồi, mặc dù cái vai diễn nó chưa viral lắm. Em có một cái thắc mắc như thế này. Sao kêu? Chị Cano đã có một cái sự nghiệp rất là dài, là mọi người cười rồi. Thì không biết là sắp tới chị có muốn thử sức với lại những cái kiểu vai mà nó sẽ làm được cho khán giả rơi nước mắt không? Có chứ em. Thực ra chị thấy là mỗi người chúng ta, mỗi cái giai đoạn trong cuộc sống đều có những cái nhu cầu, những cái ước muốn khác nhau. Chị cũng vậy. Thì trước đây là chị muốn chinh phục những cái vai diễn hài gây cho người khác cười thôi. Nhưng mà bây giờ mình đến cái tuổi là mình muốn chinh phục những cái mốc khác trong cuộc đời mình. Ví dụ như là làm cho khán giả phải khóc. Có một cái lần mà chị được truyền cảm hứng rất là nhiều khi mà chị coi ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Một cái vở mà trời ơi, thật sự là mọi người coi khóc mà khóc rửa mắt luôn á. Và mình nói trời ơi, đã quá. Vở cái tên là gì chị có nhớ không? Mùi của hạnh phúc. Ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Có cô Ái Như nè, chú Thành Hội nè. Đó, trời ơi, là những cái cây đa cây đề trong diễn xuất. Mọi người biết không, là khi đó mình đã được truyền cảm hứng rất là nhiều. Mình nghĩ là mình làm cho người ta cười không người ta? Làm cho người ta khóc được mới khó. Vừa cười vừa khóc mới khó. Mình muốn chinh phục cái mốc này. Đó, thì đó là một cái hướng mà chị sẽ xác định trong tương lai. Và bây giờ chị đang cộng tác với sân khấu kịch của thầy Minh Nhí. Thì chị mong là trong tương lai sẽ có những cái vở kịch mà có thể làm cho khán giả khóc. Thật ra một ngày nào đó có một cái ước mơ thầm kín của em là như vậy. Em cũng rất là muốn được đứng trên sân khấu kịch. Tại vì em cảm thấy cái loại hình nghệ thuật biểu diễn mà kịch á, và thậm chí là kịch âm nhạc, musical. Dạ đúng rồi. Nó là một cái loại đỉnh cao. Tại vì nếu mà mình vừa đa năng được, vừa hát, vừa nhảy được, mà vừa làm cho khán giả khóc cười theo mình á, đó là một cái đỉnh cao rất là sáng. Rất là đã. Rất là đã. Nhưng mà bản thân em thì em lại chưa bao giờ được thực sự xuất hiện ở trên một sân khấu kịch. Nhưng mà hồi nãy chị có nhắc tới như sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Thì em cũng nhớ là lần đầu tiên em đi xem á, là em coi vở Nửa Đời Hưng Phấn. Trời ơi, vợ nó khóc. Tới khúc cuối em khóc. Khóc chết. Em khóc rồi, quá trời. Cái gì nữa nè, cái gì đêm 30 gì chung quên tiêu rồi. Có rồi, ở bển hầu như kịch nào cũng khóc hết, chính kịch. Nhưng mà em nghĩ là có một cái lý do tại sao mà em cảm thấy siêu siêu xúc động trước cái vở kịch đó, là nó có một
cái chủ đề về cái tình thương gia đình và cái cảnh cuối của một người mẹ và một người con gái ấy, nó làm cho em rất là cảm xúc. Thì em muốn nói một chút về cái cảm xúc mà gia đình mình mang lại. Vì thiệt ra nãy giờ nói chuyện chị, em biết là chị giỡn vậy, nhưng mà chị là một người rất là tình cảm. Đó là cái em cảm nhận được. Có thì... ta đâu, tình cảm đâu. Thôi trong cái lòng tôi có không. Nhưng mà em nghĩ là cái tình cảm gia đình đó là một cái mà nó là một cái làm cho cái con đường nghệ thuật của mình nó đông đầy. Tại vì hồi nãy chị có nói về cái chuyện là dì của chị sợ chị mất liên lạc cho nên mua cái điện thoại này. Nghĩa là gia đình cũng rất là để ý nhau. Thì không biết là trong cái quá trình mà chị đi chinh phục con đường làm diễn viên thì chị đã cân bằng như thế nào và thuyết phục gia đình như thế nào để có thể trở thành một người nghệ sĩ? Thực ra mọi người, gia đình của Cano rất là khó. Khó lắm. Trước đây ba Cano là muốn Cano là phải đi du học đó. Đó, nhưng mà Cano thấy là điều kiện kinh tế gia đình chưa, không có cho phép. Cái thứ hai là những cái ngành học của Cano muốn, ví dụ như nãy Cano có chia sẻ đó, là muốn ca, muốn hát, muốn diễn xuất, muốn học đồ họa, thì những cái đó là mình ra nước ngoài thì nhà mình đã không có điều kiện lắm rồi, thì mình ra nước ngoài thì thấy cũng không có phát triển được. Cho nên là không ra nước ngoài, nói chung là cũng có cãi cha cãi mẹ sơ sơ đó. Rồi cũng đi diễn kịch tụi này kia là cũng cãi cha cãi mẹ sơ sơ đó. Nhưng mà mọi người biết có một cái cột mốc, có nghĩa là trong cái quá trình mà tham gia nghệ thuật của Cano lúc đầu á, khoảng mấy năm đầu á, thì gia đình không ủng hộ nha. Có nghĩa là không tới mức mà phải gay gắt, nhưng mà không ủng hộ, hoàn toàn không ủng hộ, coi như là lãng quên mình luôn á, cũng buồn lắm chứ. Có nghĩa là trong gia đình không ai ủng hộ mình, buồn lắm chứ. Nhưng mà có một cái cột mốc mọi người Cano nhớ là khi đó là hình như là Giang TV ra cái clip mà kính vạn bông á. Thì cô Út của Cano là lúc đó là chở con của cô Út đi học ở trường nội trú Nguyễn Khuyến á. Thì lúc mà đi rước con á, cô Út coi giống như trường nội trú thì sẽ có những cái tivi ở trong cái hành lang để cho bọn nó ra xả stress để xem á, thì chiếu cái clip kính vạn bông của Giang TV. Đó, cái cô bắt đầu cô Út về kể khắp làng xóm luôn, khắp trong họ hàng gì biết hết. Trời ơi, đó, nhân đóng phim rồi đó, chiếu là thấy trường của ông Duy là chiếu cái phim đó đó. Trời ơi, đó, từ đó là gia đình có một cái nhìn khác gì Nhân. Có một cái nhìn khác gì Cano luôn á. Là thì ra là nó cũng có đam mê và nó sẽ thực hiện được cái đam mê đó của nó. Cho nên là gia đình phải là một cái bờ vai, một cái điểm tựa cho nó phát triển nữa, lúc là gia đình mới ủng hộ mình. Để mà đi hết con đường đó, đi từ cái sự hoài nghi đến cái sự chinh phục, từ những cái người mà nó thân thuộc nhất với mình và sau đó lớn hơn là những cái khán giả đại chúng ngoài kia, thì em nghĩ là xuất phát điểm nó phải là cái sự tự ti và cái niềm tin vào những cái mà mình đang làm. Thì nãy giờ em cảm thấy chị Cano chia sẻ rất là nhiều về cái tình yêu dành cho những gì mà chị làm. Từ cái lúc mà chị bắt đầu cùng với lại một nhóm, hay là trước đó nữa là chị bắt đầu với những cái cảm quan nghệ thuật của chị, xuyên suốt tới tận cái lúc mà chị đã chinh phục được gia đình và khán giả rồi, thì chắc chắn là nó phải có một cái sự tự tin nhất định vào những cái gì mà chị có. Nhưng mà có bao giờ cái sự tự tin đó nó bị giằng co bởi một cái sự tự ti không? Tại vì mình cũng cảm thấy áp lực từ cái chuyện gia đình không tán dương mình chẳng hạn. Thì gia đình cũng là một cái chuyện tự ti đã từng của chị. Đó. Và có rất là nhiều cái vấn đề khác mà Cano cũng ít chia sẻ những vấn đề này, tại vì nó cũng thuộc về mặt tối của mình. Những cái chuyện nó cũng hơi tiêu cực, chia sẻ làm gì phải không? Mình lan tỏa cái chuyện tiêu cực đến cho mọi người làm gì. Nhưng mà qua đây thì sẵn lòng chia sẻ rồi, Cano cũng chia sẻ thêm là ngoài cái gia đình lúc đó thì Cano cũng sẽ có một cái Cano có nhiều cái vấn đề khác mà làm cho mình tự ti lắm. Ví dụ mọi người, Cano kể là Cano không có đậu trường sân khấu điện ảnh. Không phải là một diễn viên gọi là chuyên nghiệp. Không có được học hành coi như là qua trường lớp đó. Không qua đào tạo chính thống. Là Cano chỉ những cái gì mà Cano biết về diễn xuất là qua đạo diễn Quỳnh Lập để chỉ thôi. Tại Quỳnh Lập là bạn thân của Cano. Chỉ nhiều, rất là nhiều thứ. Người ta nói là học thầy không thầy học bạn là vậy đó. Quỳnh Lập chỉ Cano rất là nhiều thứ. Mà đó cũng là một trong những cái may mắn của Cano luôn. Mà trước khi Lập chỉ thì mình cũng cảm thấy tự ti. Trời, ý là trời, người ta được học trường lớp, người ta học 4 năm ra, còn mình là tay ngang vô diễn không à. Mình diễn chắc chắn mình sẽ không bằng ta. Nhưng mà có Lập chỉ rồi thì mình cảm thấy khác lắm. Mình cảm thấy tự tin hơn nhiều. Rồi đó là về cái phần học thuật ha. Rồi ngoại hình, Cano đã từng rất là tự ti về ngoại hình, hồi nãy có kể rồi. Cái vụ là răng thưa nè, cái vụ là mập nè, xồ xề nè. Đó. Rồi trong mắt có một cái nốt ruồi này, ví dụ rất là nhiều cái vấn đề khác mà khiến Cano phải tự ti về ngoại hình của mình. Cano muốn là sau này mình sẽ có những cái vai diễn điện ảnh hoặc là truyền hình mà người ta yêu cầu những cái ngoại hình đó của mình, những cái ngoại hình gốc của mình, để cho khán giả có thể tin được
Ví dụ như một cái hàm răng giả thì tất nhiên khán giả sẽ không tin cái nhân vật rồi. Dạ. Đóng một cái người cha già khổ mà thấy một cái hàm răng giả sáng bóng lên thì chắc nhiên người ta sẽ không tin rồi. Dạ. Phải không? Dạ đúng. Em có công nhận không? Đó. Thì mình đã vượt qua được những cái tự ti đó về ngoại hình, về học thuật, về gia đình để có được cái sự tự tin như ngày hôm nay. Thì nếu mà chị Cano có thể gửi một cái lời khuyên đến với các bạn diễn viên trẻ hay là thậm chí là các người trẻ, các bạn trong Gen Z tụi em nè, mà mọi người cũng đang đi trên cái con đường đi tìm cái sự tự tin cho bản thân đó, thì chị sẽ nói gì? Lại quay về cái câu hỏi đầu tiên là mình đi tìm bản thân mình. Thực ra là tự tin cũng là một trong những cái khía cạnh của việc đi tìm bản thân mình thôi. Em có nhận không? Thì qua đây thì Cano cũng gửi lời khuyên đến cho tất cả các bạn Gen Z đang xem cái chương trình này, là mọi người hãy tìm hiểu về bản thân của mình, biết mình thích cái gì và follow theo nó. Và có nghĩa là mình cứ đi thẳng theo cái mục tiêu sống của mình thì mình sẽ đạt được những cái thứ mà mình mong muốn. Và không ngừng học hỏi. Có nghĩa là, ví dụ như là bạn đã được cái đỉnh A đi, thì mình phải ráng học hỏi, trau dồi nhiều hơn nữa để có được những cái đỉnh khác trong cuộc sống của mình. Dạ. Vậy thì đúng là bây giờ mình khép lại được bằng cách nối cái câu chuyện của chị với lại cái chủ đề của chương trình luôn, đó là xanh thanh xuân, nhanh bứt phá. Thì em cảm thấy chị Cano là một người đã sống rất là tươi xanh với cái thanh xuân của mình. Tươi xanh, tại vì bữa nay chị mặc đồ xanh mà. Dạ đúng rồi, chính xác là như vậy. Nhưng mà một phần nữa là tại vì em được nhìn thấy cái xanh thanh xuân của chị và em cảm thấy nó là một cái gì đó nó rất là tươi mới, sinh động và nó rất em. Là sống động, đúng rồi. Đó, cho nên là em cảm thấy chị đã sống rất là trọn vẹn cái thanh xuân của mình và còn đang tiếp nữa. Và em cảm thấy là cái năng lượng của chị Cano nó lúc nào nó cũng tươi xanh như vậy hết. Nhưng mà tới cái bước tiếp theo là cái nhanh bứt phá, em cảm thấy là chị cũng đã nhìn nhận rất là rõ là chị đang có những cái bước đầu tiên để bứt phá ra khỏi những cái hình tượng đã rồi và đi tới với những cái điều tiếp theo. Thì em xin phép được khép lại chương trình ngày hôm nay bằng một phút giây bật mí được không ạ? Là sắp tới đây chị có những cái dự định nào ở trong việc làm diễn viên để có thể làm mới bản thân tiếp tục trong mắt của khán giả? Giống như chị đã nói nãy giờ thì trong tương lai chị sẽ mong muốn có những cái vai diễn khác đi với hình tượng chị Cano, đanh đá chua hoa, có thể là những cái vai diễn mà nam chững chạc hoặc là những cái vai diễn ông già bà già chẳng hạn. Cái thứ hai là ngoài cái lĩnh vực là diễn viên thì chị còn muốn là thử sức ở cái lĩnh vực là MC chẳng hạn, để có thể làm những cái series riêng dành cho mình. Ví dụ như bạn Tina Thảo Thi thì có cái series là Review Idol, em có biết không? Thì chị cũng muốn là thử sức làm một cái series giống bạn Tina Thảo Thi nhưng mà những cái chủ đề khác mà mình làm host, ví dụ như vậy. Là tự quyết cái cuộc đời của chính mình hơn. Tự quyết cuộc đời rất chính mình hơn. Rất ngầu. Một lần nữa em cảm ơn chị Tina. Ớ lộn. Trời ơi, rồi xong. Xin lỗi. Cả một cái cuộc nói chuyện hôm nay là vô nghĩa rồi. Vô nghĩa là một câu nói trở nên vô nghĩa. Rồi lại nè. Một lần nữa em rất cảm ơn chị Cano vì đã đến với chương trình Sống Trọn Là Mình của Vivo thực hiện, có chủ đề là xanh thanh xuân, nhanh bứt phá. Và em cảm thấy là nếu như mà không có cái chương trình ngày hôm nay á thì em khó có thể nào mà biết nhiều về chị Cano như vậy. Và em rất là trân trọng tất cả những điều mà chị chia sẻ, vừa là những cái chia sẻ rất là vui. Em cảm thấy nãy giờ em vui lắm. Chị quậy em ha. Dạ, chị quậy quá. Quậy quá trời. Nhưng mà cũng đồng thời rất là sâu sắc. Trước khi đến đây là chị nghĩ là chị phải tém cái mình lại đó. À vậy hả? Tại vì bên podcast mà. Dạ. Để mọi người lắng nghe, người ta hiểu thêm mình, mà mình quậy quá người ta không nể mình. Nhưng mà em nể. Em nể không? Nể em nể chị không? Nể dạ quá. Có nể quá trời. Dạ chứ không thôi sợ cái cung cự sự nó sợ cự em lại đó. Nhưng mà tóm lại thì em rất là trân trọng những cái chia sẻ của chị Cano ngày hôm nay. Và rất cảm ơn chị đã đến với chương trình. Và bây giờ đã ghi dấu lại cái khoảnh khắc của chúng ta đôi meta bên nhau. Thì em xin phép chụp với chị một cái hình selfie được không ạ? Ok em. Dạ vô. Rồi, chị ngồi đâu? Dạ ngồi đó. Ngồi đó phải không? Rồi. Rồi đó, hai cô gái rất là xinh. Ôi rõ dữ vậy. Dạ. Rất là cảm ơn Tâm cũng như là chương trình đã mời Cano đến đây để chia sẻ ngày hôm nay. Rồi kết thúc chương trình, Cano cũng xin gửi đến mọi người một cái câu mà Cano rất là thích của Thiền sư Thích Chức Hạnh. Đó là hạnh phúc khi mà bạn được là chính mình, không cần phải được thừa nhận từ ai khác, mà chỉ cần các bạn thừa nhận chính mình là được rồi. Rồi chúc Tâm và mọi người lúc nào cũng hạnh phúc an yên. Dạ, cảm ơn chị Cano rất là nhiều. Và hẹn gặp chị Cano cũng như là tất cả quý vị khán giả ở những dịp sau của chương trình. Và rồi xin chào tạm biệt nha.